trở lại với chương trình tin tức thưa quý vị sau đây là những phần tin ái treo truyền thông nhà nước Trung Quốc đã dẫn phát biểu của đại sứ đại binh ở tại cuộc họp của hội đồng bảo an Liên hiệp quốc về vấn đề Ukraine vào hồi đầu tuần trong đó kêu gọi các bên liên quan phải chú ý đến lợi ích của người dân cố gắng thúc đẩy các bên xung đột nối lại đàm phán và chấm dứt chiến sự xung đột ở trên thực địa không có dấu hiệu hạ nhiệt tư duy giải quyết vấn đề bằng biện pháp quân sự vẫn chiếm ưu thế và lượng lớn vũ khí hạng nặng vẫn tiếp tục đổ vào chiến trường Ông Đại đã ám chỉ Hoa Kỳ và các đồng minh đang tăng cường chuyển giao xe tăng, pháo và rocket tầm xa cho Ukraine. Đại sứ Trung Quốc nói các bên liên quan thiếu sự chân thành để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình cũng như quyết tâm giải quyết vấn đề bằng biện pháp chính trị, nhưng đã không nêu cụ thể tên quốc gia nào. Phương Tây đã gây sức ép để cho Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình hối thúc Nga chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, nhưng nước này đã không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow bắc kinh ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột nhưng cũng nhiều lần khẳng định quan hệ tốt đẹp với nga bày tỏ mong muốn nâng mối quan hệ này lên một tầm cao mới Đòn thế của Philippines trong cuộc chơi quân sự đa phương. Philippines đang tăng cường hợp tác quân sự với cả Hoa Kỳ và Nhật Bản trong bối cảnh khu vực đối mặt với nhiều thử thách. Dự kiến vào ngày 8 tháng 2, tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr bắt đầu chuyến công du 5 ngày đến Nhật Bản. Theo tờ The Japan Times, hai bên sẽ ký bảy thỏa thuận quan trọng về quốc phòng, phát triển hạ tầng cơ sở, nông nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông đặc biệt tokyo và manila hướng đến hiệp ước quốc phòng toàn diện để tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng quân sự của hai nước dễ dàng tiếp cận cơ sở của nhau tập trận chung và chia sẻ hoạt động hậu cần hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai manila cũng kỳ vọng là nhật bản với năng lực quân sự mạnh mẽ sẽ giúp cho philippines hiện đại hóa quân đội tiến sĩ capalza chủ tịch Tổ chức nghiên cứu phát triển quốc tế và hợp tác an ninh Philippines nhận định, tổng thống Marcos Jr đang cố gắng thực hiện một chính sách ngoại giao cân bằng hơn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong bối cảnh sự cạnh tranh quyền lực giữa hai cường quốc này ngày càng gay gắt. Philippines không muốn để bị cáo buộc rằng chỉ riêng về Hoa Kỳ. Không chỉ củng cố quan hệ với Nhật Bản, Philippines cũng tăng cường hợp tác với cả Hoa Kỳ. Đầu tháng 2, Hoa Kỳ và Philippines đã công bố thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường mở rộng, cho phép binh sĩ của Hoa Kỳ sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự tại Philippines. Như vậy thì Hoa Kỳ sẽ có thể sử dụng ít nhất là 9 căn cứ quân sự của Philippines. Sự hiện diện ngày càng tăng của Hoa Kỳ tại Philippines chắc chắn có tác động chiến lược quan trọng đối với an ninh Đông Á, theo phân tích của chuyên gia cho hay. Do Thái chia cảnh ưu lưu cho Thổ Nhĩ Kỳ, một phái đoàn gồm có 100 mượn, 150 chuyên gia cứu nạn quân sự của Do Thái đã khởi hành đến miền nam của Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau khi trận động đất kinh hoàng xảy ra. Đại tá Golan Vaj, là người đứng đầu phái đoàn viện trợ lực lượng phòng vệ của Do Thái, cho biết trong số này, 1 phần 3 là lực lượng từ trụ sở chính và cơ quan tình báo, 2 phần 3 phụ trách cứu nạn, y tế và kỹ thuật. Bên cạnh sự hỗ trợ về người, hàng tiếp tế của Do Thái cũng được máy bay chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ hầu như là ngay lập tức. Trước đó, một nhóm tìm kiếm và cứu nạn nhỏ đã khởi hành đến Thổ Nhĩ Kỳ để khảo sát khu vực, đưa ra đánh giá ban đầu về tình hình thực địa trước khi phái đoàn lớn hơn di chuyển đến địa điểm này. Bộ Ngoại giao Do Thái cũng đang cân nhắc về chuyến bay thứ ba chở các mặt hàng nhân đạo và thuốc men. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng của Do Thái là Goat Galan đã cho phép phái đoàn viện trợ nhân đạo thuộc về lực lượng phòng vệ Do Thái thành lập một bệnh viện giã chiến ở Thổ Nhĩ Kỳ theo nhu cầu của chính quyền nước này. Các động thái cứu trợ này cho thấy do Thái đã chia cành olive cho thổ Nhĩ Kỳ khi mà hai quốc gia đang ở trong quá trình hàn gắn quan hệ sau nhiều năm căng thẳng. Cơ hội cứu nạn nhân vụ động đất ở Syria đang giảm từng giờ. Bác sĩ Osama Salam làm việc tại bệnh viện Bab al Hawa Syria cho hay 18 giờ cấp cứu sau động đất, bệnh viện của ông thiếu trầm trọng thuốc men, nhân viên y tế và thiết bị y tế hơn 400 bệnh nhân đang điều trị chủ yếu là phụ nữ trẻ em, có hơn 500 trường hợp đã tử vong. Hầu hết nạn nhân là trẻ em tử vong vì bị mất máu và vì lạnh sau khi mắc kẹt cả đêm dưới đống đổ nát trong thời tiết lạnh với nhiệt độ dưới 0 độ mỗi giờ bệnh viện lại tiếp nhận thêm nhiều nạn nhân. Các giường của chúng tôi đều chật kín, mọi người phải nằm trên mặt đất và giờ sau đó mặt đất cũng hết chỗ luôn. Bác sĩ Salom đã nói và cho biết biên giới đã bị đóng cửa hoàn toàn nên không thể chuyển bệnh nhân đến Thổ Nhĩ Kỳ để điều trị tiếp khi nơi đây không đủ điều kiện thiết bị. Bệnh viện chỉ có một máy chụp CT không có thiết bị chuyên dụng. Các bệnh nhân phải đợi 3 cho đến 4 tiếng đồng hồ mới đến lượt. Chúng tôi đang mất dần hy vọng cứu trẻ em bởi thuốc men không có, vật tư y tế sẽ cạn kiệt trong vài giờ tới, bác sĩ Salem đã nói. Reuters đưa tin hai đứa trẻ bị kẹt giữa đống bê tông trong ngôi nhà ở miền Bắc Syria đã được giải cứu sau hơn 36 giờ xảy ra trận động đất. Bé gái Mariam 7 tuổi đã lấy tay che trắng cho em của mình suốt trong thời gian đó một phi công New Zealand đã bị phiến quân Papua bắt làm con tin. Các tay súng ly khai ở tại Papua của Indonesia vào ngày hôm qua cho biết họ đã bắt giữ một phi công quốc tịch New Zealand để làm con tin sau khi phóng hỏa một máy bay thương mại. Chiếc máy bay do hãng hàng không Susi Air của Indonesia vận hành đã hạ cánh an toàn ở một vùng hẻo lánh ở tại Papua trước khi bị các tay súng tấn công. Nhóm quân đội giải phóng quốc gia Tây Papua đã nhận trách nhiệm về vụ việc. Lực lượng này tuyên bố sẽ không thả con tin trừ khi chính phủ Indonesia công nhận nền độc lập của khu vực Tây Papua. Ông Herman Tareman, phát ngôn viên của lực lượng quân đội Indonesia ở tại Papua, cho biết danh tính của viên phi công đã được xác định là Philip Mertens. Chưa rõ là năm hành khách đi cùng với viên phi công này có bị bắt cóc hay không. Thông báo của nhóm phiến quân không đề cập đến số phận của năm hành khách nhưng cho biết. Đây là lần thứ hai tổ chức này bắt cóc con tin sau lần đầu tiên vào năm 1996. Hiện nay, giới chức của Indonesia đang điều tra về vụ việc. Lực lượng cảnh sát và quân đội cũng đã được gửi đến khu vực để tìm kiếm phi công và các hành khách. Quay sang bản tin Á Châu tiếp theo cho hay, cứu sống bé gái rơi xuống giếng rộng 30cm sau 13m ở Thái Lan. Theo Bangkok Post, lực lượng cứu nạn của Thái Lan vào ngày 8 tháng 2 đã giải cứu thành công một bé gái 19 tháng tuổi bị rơi xuống giếng tại đồn điền sắn ở huyện Phap Phra, tỉnh Thạc sau 18 giờ chạy đua với thời gian. Bé gái được đưa ra khỏi chiếc giếng có bề ngang là 30cm sâu 13m và sau đó được đưa đến bệnh viện Phap Phra. Cháu bé bị sốc nhưng vẫn an toàn cha mẹ bé là người lao động nhập cư Miến Điện làm việc tại Đồn Điền. Khi không thấy con gái, họ đi tìm và phát hiện ra rằng bé gái có thể đã rơi xuống một chiếc giếng mới khoan. Cảnh sát và nhân viên cứu nạn đã được gọi đến hiện trường. Họ buộc một máy ảnh nhỏ vào một sợi dây, hạ xuống hố và bằng cách nào đó xác nhận bé gái bị mắc kẹt dưới đáy giếng và vẫn còn cử động. Lực lượng cứu nạn ngay lập tức đã đưa ống oxy xuống giếng một ống nhựa PVC lớn cũng đã được luồn vào giếng để bảo đảm thành giếng không bị sập xuống trong khi máy xúc đào xung quanh giếng để đưa em bé lên. Quỹ đầu tư Warren Buffett của Nhật Bản liên tục bị thua lỗ. Quỹ đầu tư Vision Fund của tỷ phú Masayoshi Son, người từng được gọi là Warren Buffett của Nhật Bản, mới đây đã báo lỗ hàng quý lần thứ tư liên tiếp khi giá trị khoản đầu tư vào các công ty khởi nghiệp đã tụt dốc không phanh. Theo trang tin CNBC, Vision Fund thông báo lỗ quý 4 của năm 2022 là 730.35 tỷ yên trước thuế. Trong đó chỉ riêng tháng 12 lỗ tới 660 tỷ yên tương đương với khoảng 5 tỷ mỹ kim. Tập đoàn SoftBank cũng báo cáo khoản lỗ ròng là 783.4 tỷ yên, tức là gần khoảng 6 tỷ mỹ kim. Hai đại diện cho các khoản đầu tư kém hiệu quả của SoftBank chính là công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc SenseTime với tỷ suất lợi nhuận suy giảm gần 60% trong năm qua và tập đoàn công nghệ Indonesia To Go với giá cổ phiếu tụt dốc là 70% sau IPO. Tỷ phú Masayoshi Son là nhà sáng lập ra SoftBank và cả Vision Fund cho biết trong năm nay, quỹ này sẽ chuyển sang chế độ phòng thủ và thận trọng hơn sau khi phải chịu khoản lỗ là 3.500 tỷ yên, tương đương với khoảng 26.7 tỷ mỹ kim trong năm 2022. Thiếu niên Palestine bị lính Israel bắn vào giữa mặt AFP dẫn thông báo của Bộ Y tế Palestine vào ngày 8 tháng 2 cho biết lực lượng quân đội Israel đã bắn chết một thiếu niên người Palestine ở khu vực bờ Tây. Theo thông báo trên, Ashwa, 17 tuổi, đã tử vong sau khi bị binh sĩ của Israel bắn trúng một viên đạn vào mặt trong một cuộc đột kích ở thành phố Nablus, Quân đội của Israel cho biết đang điều tra chi tiết vụ việc. Trả lời AFP, một nguồn tin an ninh giấu tên của Palestine cho biết, trước khi qua đời thì Asquad sống ở trại tị nạn Asgard. Ngoài ra thì có 3 người khác bị bắt khi quân đội của Israel thực hiện cuộc đột kích vào lãnh thổ Nablus vào ngày 7 tháng 2. Trước đó một ngày, trong một cuộc đột kích vào thành phố Jericho, lực lượng an ninh của Israel đã bắn hạ 5 người Palestine bị tình nghi là tay súng cực đoan. Trước đó, chính quyền của Israel đã dành nhiều ngày để truy tìm các nghi phạm trong vụ xả súng tại một nhà hàng ở gần thành phố này. Kể từ đầu năm nay, thì các cuộc đụng độ giữa các lực lượng của Israel và Palestine đã khiến cho 42 người dân Palestine thiệt mạng, bao gồm các tay súng cũng như là dân thường. Bên cạnh đó, thì các vụ tấn công cũng cướp đi mạng sống của 6 người Israel, bao gồm một trẻ nhỏ vâng kính thưa quý vị vừa rồi là những bản tin liên quan đến á châu xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của sài gòn tv chúng tôi sẽ trở lại với phần tin việt nam